hello và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của Các việt nha à, hiện tại thì uh, con đã đi đến trước cổng tòa án để để, để xem tình hình cả nha à, nhưng mà tình hình thì cũng khá là im lặng ha hồi nãy thì thấy có một số anh youtuber hay gì đó đang tác nghiệp ở trọng nhưng mà bây giờ thì không có ai hết đó cái cổng chỗ mấy đứa nhỏ chạy vô đó là cổng tòa án đó cả nha thì ngày mai hứa hẹn sẽ là có một cái phiên tòa hết sức là ly kỳ hấp dẫn ha bởi vì cái nhóm luật sư họ tuyên bố là họ sẽ quậy phiên tòa mà không biết họ quậy bằng cách nào đây à, mà theo uh, sinh thần á có lẽ là họ đang uh, tìm mọi cách để uh, tiếp tục hoãn phiên tòa hoặc là yêu cầu uh, phiên tòa phải uh, trả hồ sơ để điều tra lại à, nhưng mà trong đó có một cái vấn đề mà chúng ta thấy uh, hết sức là buồn cười đó là nhóm luật sư á dường như họ đang rất là tự tin về cái câu chuyện của diễm my à, diễm my rồi anh thắng chị mai rồi đó à, và gần đây đó thì um, họ nhắc về một cái khía cạnh mà xem ra đó À, cũng khá là quan trọng bởi vì họ cáo buộc rằng đó, là ông thắng đã gửi đơn à, tố cái hộ gia đình tạ am đó, đã cho diễm my uống thuốc uh, kích thích uống thuốc hướng thần này kia đó thì uh, trong cái cái video clip mà uh, họ nói rằng là mời uh, nguyên chủ tịch nước nguyên trương tấn sang đầu đó thì và mới đây nữa thì họ cũng cũng nhắc đến, đến cái chuyện đó là nói rằng ông thắng đã giống như là vu cáo cho hội gia đình tạ am đã cho diễm my uống thuốc uh, kích thích uống thuốc uh, hướng thần và họ nói là cần phải làm rõ những chuyện đó thì không biết là cô chú anh chị mình có để ý hay không á chứ xem ra cái việc mà ông thắng đã gửi đơn đó đó thì đã nó hình như là nó có căn cứ cả nhà theo mình là có căn cứ bởi vì cả nhà nhớ là hôm hai hôm trước á, khi mà cái nhóm luật sư up lên rồi nói mời người này mời người kia À, không biết là vô tình hay cố ý mà họ úp một cái biên bản à, biên bản khám xét cái hộ gia đình tại em đó thì trong đó người ta nói là khi người ta khám xét người ta phát hiện những cái gì cái gì cả nha à, phát hiện nào là à, những cái cuốn sổ sách ra rồi những cái cuốn mà kêu bằng ghi lại à, chu kỳ gì đó đúng không rồi à, quan trọng nhất á, là người ta thu hồi à, người ta phát hiện những cái hộp thuốc à, cả nhà thấy những cái hộp thuốc và có ghi rõ cái tên thuốc ở trong cái biên bản đó luôn À, trong cái bút lục đó cả nhà à, và khi mà thấy những cái tên đó thì mấy anh em tra ra thì à toàn là những cái thuốc mà thuộc cái dạng của phim phim 18 cộng nhật bản không à những cái thuốc đó coi gọi là cái gì nha à, thuốc kích dục thì cũng là một cái loại thuốc kích thích đúng không vậy thì rõ ràng khi mà ông thắng bà mai hay là ai mà nộp cái đơn à, tố cáo hay tố giác cái hội gia đình tại am là có những cái hành vi như nào đó đối với những cái người phụ nữ đặc biệt là ông thắng chị mai thì cái trường hợp của diễm my đó Vậy thì chúng ta xem xét lại đi. À, nam nữ tu chung ở trong, vậy thì có thuốc kích thích đó làm gì? Đúng không? Làm gì mà không cho uống? À, chỗ đó chúng ta phải đặt một cái nghi vấn. Mà chúng ta không thấy cái nhóm luật sư họ bàn tán vì cái chuyện mà tại sao trong một cái nơi được cho là tu hành ha, tu hành mấy thầy của mấy luật sư đó đó, mà tại sao nam nữ tu chung mà có những cái loại thuốc kích dục mà đã xài, có loại đã xài, có loại thì còn mấy viên, có loại thì còn nguyên hộp vậy thì những cái chuyện đó đó sao mà không nghe nhóm luật sư nói gì hết trơn cả nha cũng lạ ha mình thấy rất là lạ luôn và quan trọng á là cái câu chuyện với my khi mà gia đình người ta có cái gì đó có căn cứ nào đó và có từ nhân chứng nào đó cho nên người ta mới đi làm một cái đơn cầu cứu đến cơ quan công an vậy thì mà ngoài bên ngoài á thật là cái nhóm luật sư thì cứ công kích gia đình anh thắng chị mai đúng không nào là ông thắng tìm con bất chấp nào là ông thắng là một trong những tác nhân quan trọng làm cho cái hộ gia đình tà am đi đến cái nói chung là những cái rắc rối này nhưng mà họ quên rằng á, những cái chứng cứ mà người ta thu thập được nó rất là nhiều à, quan trọng nhất á cái chỗ đó cả nhà cái chứng cứ mà cơ quan chức năng người ta đến đó người ta phát hiện và người ta thu giữ á, cái đó mới ghi gớm y chang như cái 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 vụ mà họ nói rằng công an huyện Đức Hòa đã tạo chứng cứ giả để hại thầy Thiền Am đó là về cái um, uh, cái gì cái video clip ở trên cái kênh Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Official đó, đúng không? Họ nói rằng cái chứng cứ giả đó là những cái người mà đã ngụy tạo chứng cứ hại Thiền Am, nhưng mà họ quên rằng cái cái file gốc á, cái file gốc vẫn lưu ở trong ổ cứng. À, vẫn lưu trong ổ cứng vậy thì khi mà cơ quan chức năng người ta thu giữ cái file gốc đó kèm những cái file âm thanh mà ghép vô cái video clip đó để ra cái video clip hoàn chỉnh đó à, thì còn đầy đủ hết còn lưu lại hết và cái đó người ta vẫn có ghi trong cái biên bản làm việc vậy mà nhóm luật sư vẫn đang cãi cùng đặng đang định hướng dư luận rất là ghê gớm cả nhà thấy không à, cái nhóm luật sư này nó bất chấp dữ lắm bởi vậy hồi chiều mình làm một cái video clip kêu bằng khẩn cấp cầu cứu đến các vị lãnh đạo đặc biệt là ở tỉnh long an á, nên xem xét lại tư cách đạo đức của những người luật sư này ha à rồi quay trở lại với cái câu chuyện của Jimmy đó thì uh, mình thấy uh, cái chuyện mình nam nữ tu chung mà lại có phát hiện thuốc kích dục ở trong thì thôi còn cái gì để nói cả nha không còn gì để nói nữa bởi vậy cái nhóm luật sư đâu dám nói Đấy, chứ thôi là cũng cũng lên quan quan giống như là cái vụ uh, chứng cứ giả rồi cái vụ ông thắng bà Mai xâm nhập vào gia cư bất hợp pháp vậy tới bây giờ mà họ vẫn còn nói là uh, vụ 50 người trong khi cơ quan chức năng người ta đã xét xử sơ thẩm phúc thẩm rồi và y án như vậy rồi à và khi mà thi hành án xong rồi cũng khắc phục có hậu quả rồi hết rồi vậy giờ lật lại vụ án lật lại kiểu kiểu gì đây trong khi cái bị bị cáo á là bà châu vinh quá người ta cũng đã thi hành án rồi, rồi anh anh muốn làm gì ta nữa đúng không cả nhà bây giờ kêu bằng cãi cùng để ăn ăn sôi nè đúng không chứ không có gì chơi á bởi vậy à, toàn bộ cái vụ việc à, tà am mà thật sự theo mình nghĩ là cái nhóm luật sư này biết rồi biết hết rồi biết rất là nhiều rồi à, nhưng mà họ cố tình dẫn dắt dư luận à và từ đó đó thì chúng ta cũng hãy đặt ra một cái nghi vấn đó, là có hay không cái nhóm luật sư này biết rành diễm my đang ở đâu đúng không họ biết rành diễm my đang ở đâu bởi vậy họ cứ cứ cái uh, lâu diễm my vô à, lâu diễm my vô từ đầu tới cuối cả nhà thấy không hay nhắc tới diễm my rồi bắt đầu đổi thừa đổ lỗi cho gia đình thắng đổ thừa cho công an huyện đức hòa này kia à, và họ phải biết rành để làm sao để cho họ chặn á là khi mà thấy bất lợi á thì họ đưa diễm my ra còn nếu mà có lợi đó thì họ sẽ ém nhẹ dĩ diễm my luôn bởi vì họ đang giống như là nắm con bài tẩy mà họ chủ động được là là diễm my có xuất hiện hay không mà cho nên á họ cứ lôi diễm my ra để kiểu như một mặt á là sẽ dằn mặt những cái người kia đúng không hai nữa là họ họ để kiểu như là để để dành á con bài tẩy mà đúng không vậy nha mình thấy rất là nghi ngờ chỗ này ha rất có thể là kiểu như họ đang thao túng thao túng được cái cái tung tích diễm my luôn à, cho nên họ mới nhuạnh miệng như vậy họ cứ mạnh miệng họ cứ nói Diễm mi hoài và từ đó ơi sorry cả nhà đang 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 nói hấp dẫn tự nhiên cái có cuộc gọi tới à, đang nói tới cái vụ diễm mi cả nhà thì mình đang có một cái nghi vấn rất là lớn đúng không đó là rất có thể họ đang thao túng được diễm mi nè à, thao túng được cái tung tích diễm mi đó kiểu như là muốn cho ra là ra muốn không là không đó đúng không cho nên họ mới mạnh miệng họ dùng diễm mi làm một cái một cái con bài tẩy à, để công kích tất cả những ai có liên quan có liên quan về Diễm My ha thậm chí là ai mà nhắc đến Diễm My thôi thì họ cũng có thể là quy chụp được đúng không bởi vì họ biết rất rõ Diễm My hiện tại như thế nào đúng không và nếu mà 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 xuất hiện á thì sẽ đứng về phía họ à thế cho nên cái tung tích Diễm My á sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái kết quả phiên tòa ngày mai chắc chắn là điều đó bởi vì nếu như mà phía tạm bị bất lợi thì Diễm My có thể sẽ xuất hiện đúng không còn nếu mà diễm my ý nếu mà tà am có lợi trong cái phiên tòa ngày mai đó thì đương nhiên diễm my vẫn là một ẩn số thôi đó 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 là theo theo mình nghĩ với lại tham khảo ý kiến của một cái một cái vị rất là rất là đáng tin tưởng thì hôm qua hai chú cháu có nói về vấn đề này thì có thể nói rằng cái tung tích diễm my tung tích của bà dân sẽ phụ thuộc rất lớn vào cái phiên tòa ngày mai thế cho nên sâu chuỗi lại tất cả những cái vấn đề này đó thì rất có thể Diễm My đang trong tay những cái đối tượng này. À, họ có thể thao túng được cái tung tích mà. Muốn là ra là ra, muốn vô là vô đó cả nhà. À, cho nên họ mới có thể là à, nói về cái thông tin Diễm My dày đặc như vậy. Kiểu như một một mặt á, là họ sẽ cảnh báo những người. Nói là à, Diễm My đã từng lên video clip tố cáo công an, tố cáo gia đình, tố cáo đài truyền hình như vậy. Và nói rằng hộ gia đình Tà Am là những cái người tu hành chân chính, những người bị quan đúng không? và một mặt á là họ cảnh cáo rằng ai mà lạng quạng ha những người mà nhắc tới diễm my nè đặc biệt là youtuber rồi báo chí rồi ai rồi gia đình rồi đó nếu mà ai có liên quan đến diễm my là coi chừng à, họ họ nắm nắm cái 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 con bài này mà đưa ra một cái là mấy anh chết chùm luôn đó à thực sự thì um, khi mà bàn bạc rồi uh, kiểu như là đưa ra những cái thiết mưu như vậy á thì mình thấy cũng có có lý lắm cả nhà À, bởi vì à, nghe một số thông tin đó, thì ngày mai cũng có một vài cái nhân vật mà cái cái nhóm luật sư này họ yêu cầu đó, là cũng sẽ có mặt luôn à, ban đầu thì chúng ta thấy những cái những cái người mà cái nhóm luật sư yêu cầu đó, là nó không có hợp lý à, nhưng mà phía tòa án đó, người ta rất là công bằng cho nên là khi mà nhóm luật sư này yêu cầu và họ thấy có liên quan gì đến với vụ án thì họ sẽ sẽ làm thư mời à, do đó ngày mai hứa hẹn sẽ có một số nhân vật rất là đặc biệt luôn rất là đặc biệt À, sẽ xuất hiện trong phiên tòa chứ không phải đơn giản cả nhà. cho nên à, cái vụ này á, cái nhóm luật sư á thì họ đang làm rầm bèn lên để để tăng thêm thu nhập là một. cái thứ hai nữa là làm cái cớ để cho những cái thế lực chống phá đó dòm ngó vô đúng không? lấy lấy đó làm thông tin làm nguồn thông tin rồi tiếp tục xuyên tạc à, chống phá đất nước. À, nhưng mà cái quan trọng á là cái sự thật là gì thì cái hộ gia đình tà am chắc chắn sẽ lãnh đủ vì những cái hành động dại dột của nhóm luật sư này. À mình nói dại dột trong ngoặc kép nha. Đó thì thôi thì ngồi trước cửa tòa án để cho cả nhà xem tình hình cũng như là chia sẻ một số thông tin. À, thì ngày mai mình sẽ đến đây sớm để tiếp tục chia sẻ những thông tin rằng cái nhân vật nào, nhân vật đặc biệt nào sẽ xuất hiện trong phiên tòa cả nhà. Nhân vật này cũng rất là rất là được nhiều người quan tâm nha. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.